Thưa quý vị, từ cuối tháng 5 đến nay, những đợt triều cường mang rác đại dương dạt vào bờ biển Vũng Tàu ngày càng nhiều hơn, dày đặc hơn, khiến môi trường biển bị ô nhiễm, ảnh hưởng đến hoạt động du lịch của địa phương. Việc thu gom rác đại dương đã và đang được thành phố nỗ lực thực hiện với sự chung tay của đơn vị thu gom rác cùng nhiều lực lượng khác trên địa bàn. Khu vực bãi trước thành phố Vũng Tàu, rác đại dương tiếp tục dạt vào bờ như thế này, chủ yếu là lục bình đã phân hủy cùng nhiều loại rác thải nhựa. Từ cuối tháng 5 2024 đến nay, Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị thành phố Vũng Tàu FESCO đã huy động công nhân tiến hành dọn dẹp thu gom rác đại dương. Thế nhưng từ giữa tháng 7 đến nay, hàng trăm tấn rác ồ ạt tấn công các bãi biển, khiến việc thu gom trở nên vất vả hơn rất nhiều. Công ty cũng luôn chủ động sẵn sàng. Thứ nhất là bố trí lực lượng, thứ hai là bố trí phương tiện thường xuyên tăng ca tăng kíp. Mục đích là làm sạch bãi biển, phục vụ nhân dân du khách vui chơi tắm biển. Thì những ngày cuối tuần thì công ty cũng thường là phối hợp với các đơn vị, các cái tổ nhóm tình nguyện để tăng cường làm sạch bãi biển. Thứ hai là cũng để tuyên truyền đến người dân, đến du khách cái trách nhiệm, cái ý thức để bảo vệ môi trường, làm sao cho môi trường sống ngày càng trong lành, sạch đẹp hơn. Rác đại dương tấp vào bãi biển quá nhiều nên lực lượng công nhân vệ sinh môi trường làm việc không xuể, buộc FESCO phải huy động toàn bộ cán bộ công nhân viên người lao động làm việc ở các khối văn phòng tham gia thu gom rác. Hơn 50 đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố Vũng Tàu cũng chung tay vào hoạt động này. Chỉ trong một buổi sáng nay, hàng chục tấn rác đã được thu gom đưa đến nơi xử lý. Tụi con muốn làm giảm thiểu bớt đi cái rác thải của đại dương để lấy lại được cái thiên nhiên và một cái vùng biển trong sạch. Không chỉ ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và môi trường biển, tình trạng rác đại dương xâm chiếm các bãi biển còn ảnh hưởng nặng nề đến hoạt động du lịch tắm biển của người dân và du khách. Hiện chính quyền thành phố đang nghiên cứu dự án ngăn rác từ ngoài khơi. Tuy nhiên, để dự án này đi vào thực tiễn đòi hỏi một lộ trình dài và nhiều khó khăn, thế nên trước mắt việc thu gom rác đại dương chủ yếu vẫn bằng sức người. Rác phần lớn do con người tạo ra, thế nên để bớt rác, mỗi người hãy chung tay giảm thiểu rác qua hành động của mình mỗi ngày.